信念，我们准备好解散前路不满的人的陷阱，也要相信会看到曙光。勇敢向前，勇敢向前，勇敢向前，我们从不畏惧困难，我们要把它共同勇敢向前，勇敢向前，勇敢向前，心中不变的信念终实现。勇敢向前，勇敢向前，勇敢向前，我们从不畏惧困难，我们要把它共同勇敢向前，向前，勇敢向前，心中不变的信念终实现。vừa nãy mình đang bỏ đi vậy, còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi. Sói nhỏ lúc nãy đâu rồi ta? Tình tiết phát triển kiểu gì vậy chứ? Thủ lĩnh, hay là chúng ta xem thử coi sói xám đang làm gì? Sói xám có thể làm được gì chứ, cứ mặc kệ nó đi. Gương thần ơi, xin hỏi phải làm thế nào thì ước mơ của tôi mới thành sự thật đây? Trong truyện cổ tích, nếu người thấy một ngôi sao băng thì điều ước của người sẽ thành hiện thực. Tốt quá rồi, để tôi thử ngay. Sao băng à, sao băng ơi, có sao băng rơi xuống luôn thật sao? Truyện cổ tích đúng là chỉ lừa trẻ con mà. Mình phải mau đi cứu cùng vui vẻ. Không thể chiến đấu bằng tay không, mình phải đi tìm vũ khí thôi. Chàng sói trẻ ở đằng kia ơi, đã rơi trúng người ta mà còn định bỏ chạy luôn là sao? Không lịch sự đâu đó. Tấm gương biết nói chuyện sao? Ngươi là ai vậy? Chàng sói trẻ à, ta là gương thần. Ôi, không lẽ ngươi chính là gương thần thực hiện được mọi thứ trên đời đó sao? Ê, đợi đã. Nếu gương thần thật sự thì sao lại phải lưu lạc ngoài đường vậy chứ? Bởi vì sói đêm đại nhân muốn tôi ở đây để gặp gỡ giúp đỡ thêm nhiều người đó. Từ đó mọi người sẽ được sống trong hòa bình. Đủ rồi, tôi đang rất gấp. Nếu như cậu thật sự là gương thần thì mau cho tôi biết vũ khí lợi hại nhất đang ở đâu vậy hả? Nhưng mà nếu bỏ qua giai đoạn kể chuyện thì cậu sẽ không biết quá khứ của tôi. Tôi chỉ muốn biết vũ khí lợi hại nhất đang ở đâu thôi. Được rồi, vậy thì chàng sói trẻ kia nhận lấy đòn pháo tấn công của tôi đây. Quả quả pháo mạnh mẽ nhất sao? Sao nhìn xấu quá vậy? Mau thả cười vui vẻ ra, tôi sẽ không nói lần hai đâu. Không mời mà cũng đến đúng lúc lắm. Cái tên tội phạm kia, sói xám, cậu không sao là tốt rồi. Sói xám tôi thì làm sao gặp chuyện được chứ? Sói xám, làm sao cậu biết bọn tôi đang ở đây vậy? Chính gương thần đã nói là cậu đang ở trong núi, và cậu đang đến đây bằng xe buýt và phi thuyền. Xin chào ngài gương thần. Tiêu rồi, sao sói xám lại tìm thấy gương thần chứ? Không thể để cho thứ đó ở lại bên trong nữa. Gương thần, nhất định là anh họ đã làm rồi. Sói xám, chúng ta sẽ tìm được mọi người và cùng nhau rời khỏi đây. Sau đó tìm sói đêm tính sổ sao nha. Vậy chúng ta đi thôi nào. Sao lại bỏ ta qua một bên hả? Mau đi cùng ta. Chúng ta đi thôi. Vũ khí mạnh nhất gương thần cho, giờ có thể dùng được rồi. Vũ khí mạnh nhất. Trẻ con quá đi. Xài được là tốt rồi. Biến thành que kem nào. Vậy thì đánh nhau thôi. Sói xám, cậu không đánh lại được đâu, mau chạy thôi. Người nghĩ người có thể chạy thoát sao? Sao đột nhiên có gió mạnh dữ vậy? Tới cả ông trời cũng giúp ta, mau tới đây. Cậu sôi nổi. Cậu sôi nổi. Tại
Sao hắn ta lại giúp mình? Pháo đó quá tải rồi, cậu mau chạy đi cừu vui vẻ. Không được, tôi không thể bỏ lại một mình cừu sôi nổi. Tôi phải bảo vệ đồng đội của mình. Tôi không có sức mạnh, tôi chỉ muốn bảo vệ đồng đội của mình. Đồng đội của mình, đó đều là những người quan trọng nhất của mình. Mình nhớ ra rồi. Cừu vui vẻ, cừu xinh đẹp, cừu lười, cừu béo, mọi người đều là đồng đội của mình. Còn mình không phải thám tử, mình chính là cừu sôi nổi. Cậu vui vẻ, mau dùng vũ khí của cậu đi. Được. Hư luôn rồi. Đai của tớ biến mất rồi. Cậu đừng sốt ruột, đây chỉ là thế giới sói đêm tạo ra nhốt chúng ta lại thôi. Cả cơ thể và đai đeo đều đang ở thế giới thật. Vậy làm sao chúng ta ra ngoài đây? Để biết thêm chi tiết, xin hãy xem phần đầu của tập phim này đi. Sói xám, sao cậu cũng ở đây vậy? Đều nhờ có sói xám cứu tớ, cho nên tớ mới có thể cứu cậu đó, cừu sôi nổi. Phải rồi, trưởng thôn các ông ấy đều đang bị sói phù thủy bắt giữ, chúng ta mau đi cứu họ thôi. Còn lâu nha. Mấy tên khác không dễ đánh thức như vậy đâu. Hẹn gặp lại ở tập tiếp theo. Lại thất bại rồi. Giờ chúng ta đi cứu mọi người trước, sau đó mới đi cứu trưởng thôn nha. Bắt bọn ta nhốt ở đây mấy ngày liền là muốn gì đây? Có giỏi thì ra cùng đấu tay đôi với ta đi. Cứ chờ tới khi tướng quân nghiên cứu xong con chip vạn năng đi. Nhất định ngày ấy sẽ tới gặp các ngươi. Con chip vạn năng.每样呀，每样呀，来样呀，飞样呀，每样呀，人面面很快乐，回开了。别看我近视一只眼，你早已为我变得更小。天空也为我变得更蓝，白云变得更柔软。有什么难题举荐把我都不会去欣赏，有什么危险在我面前也不会去慌乱。是谁又浪琴把我追过夜当自由行？一场，在什么时间都爱开心，笑容都会微笑。这三魂三魄站立起来。